Hello, xin chào mọi người đã quay lại với Đức Huy Mobile Channel. Và ngày hôm nay sẽ mang đến cho mọi người một tin vui dành cho mọi người trong dịp hè sắp tới. Chúng ta biết rằng hè sắp tới đương nhiên chúng ta sẽ có những chuyến du lịch đi chơi hay là chúng ta sẽ được nghỉ ngơi. Và bên cạnh đó, và đang nói về smartphone thì theo truyền thống thường lệ của smartphone, cứ hè đến là chúng ta sẽ có những cơn flash sale, những cơn hạ giá của những chiếc flagship của năm vừa rồi. Và năm vừa rồi chúng ta có chiếc flagship gì mà chúng ta đáng mua trong hè này thì ngày hôm nay chị sẽ bật mí cho người luôn, đó chính là LG G7 ThinQ. Và mọi người biết rằng LG G7 ThinQ là một trong những chiếc flagship của nhà LG vừa năm vừa rồi và khá là đình đám luôn mọi người ạ. Đây là sản phẩm này được ra mắt trước OnePlus 6 Flagship Killer. Nhưng mà bên cạnh đó thì anh nghĩ rằng trên LG G7 có rất là nhiều thứ mà mọi người bỏ giá trị ra vào thời điểm này cực kỳ hợp lý. Và mọi người cùng với anh theo dõi mọi người nha. Let's go. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là ngoại hình và thiết kế của LG G7 ThinQ liệu có còn phù hợp với năm 2019 hay không. Thì mọi người biết rằng LG G7 ThinQ sẽ có ngôn ngữ thiết kế là kính trước và cả kính sau. Đây là một kiểu ngôn ngữ thiết kế cực kỳ sang và nói chung là rất là xịn sò. Cầm lên tay là đã biết đây là một chiếc flagship, nó nói chung là rất là xịn. Và bên cạnh đó thì viền kim loại của LG G7 ThinQ nhìn rất là chắc chắn và được gia công rất là tỉ mỉ. Từ các việc dãy anten hay các vị trí đặt phím bấm và việc cắp phản hồi phím bóng đều rất là ok. Màn hình của LG G7 ThinQ sẽ được trang bị một tấm cường lực Gorilla Glass thế hệ thứ 5. Và cả phía lưng phía sau nó đều có được trang bị thêm một tấm cường lực, nhưng mà nó không có chỉ số, nhưng mà cơ bản nó sẽ mang chúng ta cảm giác an toàn hơn. Bên cạnh đó là trong cái lớp kính phía sau của LG G7 ThinQ nó sẽ có một cái tấm nền chịu lực và đỡ bị phản chiếu ánh sáng khi mà có ánh nắng rọi trực tiếp vào. Nói chung là nhìn nó chất lắm anh em ạ. Rồi, bên cạnh đó thì với màn hình của LG G7 ThinQ nó sẽ lên tới 6.1 inch. Nhưng mà nhờ vì cái tay thỏ nên màn hình sẽ được rộng hơn, nhưng mà về thiết kế nó sẽ không bự, rất là nhỏ gọn mà cầm rất là làm tay. LG G7 ThinQ sẽ được thiết kế theo tiêu chuẩn standard. Đây là một cái tiêu chuẩn giúp chúng ta cầm trên tay rất là thoải mái, cầm cũng rất là gọn, không bị bo cong, bị vướng thịt nghe đây các kiểu. Nhưng mà bên cạnh đó với trọng lượng của LG G7 ThinQ chỉ vỏn vẹn có 162g, nên việc các bạn nữ chân yếu tay mềm cầm một tay selfie hay có thói quen sử dụng một tay đều rất thoải mái và không xảy ra tình trạng bị mỏi tay trong quá trình sử dụng lâu dài. Và chưa kể là các anh nào hay có thói quen coi phim hành động của Nhật vào ban đêm thì việc để con mây rớt vô trong mắt cũng đỡ đau. Nói chung cũng rất là thoải mái. Rồi, việc đặt camera ở phía sau lưng của LG G7 ThinQ nói chung cũng rất là cân đối, nằm ở vị chính giữa, nằm theo kiểu trục dọc. Nói chung cũng rất là cân đối và rất là hợp thời trang. Bên cạnh đó thì phía vân tay một chạm nằm phía dưới ngay dưới và chúng ta sẽ có một cái đèn flash nằm ở bên phải của một cái camera và cũng như là dưới sẽ có một cái cảm biến phục vụ cho phần vấn đề camera. Nói chung là rất là xịn. Và phía dưới chúng ta sẽ có một cái logo của LG. Nói chung thì thiết kế của LG G7 ThinQ thì danh nghĩ với năm 2019 này nó vẫn khá là phù hợp. Bởi vì năm 2019 này vẫn có trong đó sẽ có một số người cần một chiếc điện thoại flagship cầm rất là gọn tay và đương nhiên là khi cầm lên nó còn mang có một cái chất gì đó, nên anh nghĩ LG G7 ThinQ về thiết kế ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần màn hình mọi người nha. Khi chúng ta nói về màn hình trên LG thì chúng ta phải nhớ lại một điều, đó chính là LG là một trong những ông lớn thuộc ngành sản xuất màn hình. Do đó mà mặc dù trên LG G7 ThinQ tấm nền chỉ đơn giản dừng lại ở mức độ là IPS LCD, nhưng với công nghệ của mình, LG đã mang G7 ThinQ lên một tầm cao mới của một chiếc flagship. Mật độ điểm ảnh trên LG G7 ThinQ là 564 ppi, vượt xa hơn nhiều so với sản phẩm cùng ra mắt vào thời điểm đó là Samsung Galaxy Note 9 và thậm chí cả X9 Plus luôn. Đó, nói chung là màn hình rất là đẹp. Bên cạnh đó thì độ sáng của trên LG G7 ThinQ được mệnh danh là độ sáng màn hình sáng nhất với 1000 nits. Thực ra nhiều bạn có một cái sự so sánh thực hiện thế này nè. Các bạn hay mở một chiếc màn hình của LG G7 ThinQ và bật một chiếc Samsung kế bên. Và khi các bạn bật maximum lên, các bạn có bảo là ủa tại sao độ sáng trên màn hình Samsung nó lại sáng hơn trên G7 ThinQ, mà tại sao nó là G7 ThinQ sáng nhất? Thực ra chúng ta phải hiểu rằng nit ở đây có nghĩa là nó sẽ sáng ở mức độ là giữ tất cả các màu sáng, ví dụ như màu đỏ, màu xanh, màu vàng, màu cam, màu lam, màu chiếm, tím gì đó. Nó sẽ nâng lên ở mức độ mà không bị xảy ra tình trạng chói sáng.
Còn trên những màn hình của sản phẩm smartphone thông thường thì nó sẽ nâng kiểu màu trắng lên nhiều nhất, nên cảm giác chúng ta thấy màn hình nó sáng hơn là vậy thôi. Đấy. Nhưng mà trên G7 Thiên Kiêu mặc dù nâng độ sáng lên nhưng tất cả các màu trung thực vẫn giữ nguyên và không xảy ra tình trạng bị chá mắt của chúng ta. Nó tính ra đây là 1000 nit, rất là một bá đạo luôn á. Rồi, bên cạnh đó thì mọi người biết rằng LG G7 Thiên Kiêu sẽ có một cái màn hình tay thỏ. Nhưng mà nhiều người rất là khó chịu với màn hình này thì trên LG đã bật thêm một tính năng là Neo Second Screen. Mọi người có thể vào trong phần cài đặt, mọi người có thể thiết lập lại, mọi người có thể ẩn nó đi, hoặc là chúng ta có thể chỉnh màu của tai thỏ theo kiểu chúng ta thích. Ví dụ chúng ta đang sử dụng một chiếc máy màu đen, chúng ta có thể chỉnh về cái hướng màu xám, hoặc là chúng ta có thể chỉnh về hướng cầu vồng màu đỏ các kiểu để phù hợp với mắt của chúng ta. Đó, nói chung hiểu mọi người thôi. Rồi, đặc biệt trên màn hình của LG G7 Thiên Kiêu có một khuynh hướng là giảm đi lượng ánh sáng xanh đến mắt của chúng ta. Mọi người biết rằng ánh sáng xanh sẽ rất là hại mắt trong điều kiện chúng ta hoạt động máy hoặc là sử dụng máy trong điều kiện thiếu sáng rất nhiều. Thì những bạn nào đang có thói quen sử dụng một cái máy điện thoại smartphone trong điều kiện ban đêm, ví dụ chatting hay thậm chí check mail, thậm chí là xem video các kiểu, thì đối với những smartphone thông thường chúng ta sẽ gây ra tình trạng bị mỏi mắt và bị đau mắt. Ví dụ sáng ngày mai chúng ta sẽ thấy tình trạng hơi bị nhức mắt một tí. Nhưng trên LG G7 Thiên Kiêu, nhà LG đã tối đa cái màn hình của mình để giảm thiểu lượng ánh sáng xanh đến mắt chúng ta, nên cái việc các bạn sử dụng thao tác trong điều kiện thiếu sáng vẫn rất là ok. Nên nói lại về màn hình trên LG G7 Thiên Kiêu, cực kỳ tầm đắt luôn. Chúng ta sẽ đến với phần camera và phần hiệu năng sẽ như thế nào mọi người nhé. Khi chúng ta nói về camera thì yếu tố quyết định camera này có xịn sò hay không, nó không phụ thuộc bởi là tấm hình chúng ta chụp ra như thế nào. Nhìn nó đẹp là nó xịn sò, chưa chắc. Bởi vì cái chúng ta nhìn đó được thông qua bởi cái màn hình của chiếc smartphone, nên chưa chắc các bạn chụp 100% thì nó sẽ như vậy đâu, không khó đâu. Mà nó sẽ phụ thuộc vào ba yếu tố sau. Một, đó là công nghệ của camera nó hỗ trợ. Thứ hai, đó là do khẩu độ camera nó sẽ như thế nào. Và thứ ba, sẽ do nhờ thuật toán. Thì mọi người biết rằng LG G7 Thiên Kiêu sẽ sở hữu một camera kép đặt dọc phía sau. Thì theo thông lệ bình thường sẽ có một camera chính và một camera tele. Thì bình thường thì camera tele nó sẽ khẩu độ rất là cao. Còn trong đó camera chính thì khẩu độ siêu thấp luôn. Và nhưng mà trên LG G7 Thiên Kiêu thì sẽ ngược lại. Có nghĩa là tất cả hai camera đều với khẩu độ cực kỳ thấp, 1.6. Ngoài ra thì camera trên LG G7 Thiên Kiêu làm được một điều mà trên Huawei P20 Pro nhà Huawei không làm được. Đó chính là về camera ống kính ultra wide, có nghĩa là camera góc rộng. Nó sẽ hỗ trợ thêm chống rung quang học và khẩu độ cực kỳ thấp, lấy nét theo laser rồi auto focus cực kỳ tuyệt vời. Chứ sẽ cho mọi người xem một loạt những hình ảnh được chụp bởi camera chính của LG G7. Chắc chắn mọi người sẽ cực kỳ cân nhắc và rất là thích thú luôn. Rồi mọi người cùng xem nha. Như vậy đó là những tấm ảnh được chụp bởi camera chính. Còn đối với camera selfie sẽ như thế nào các bạn nhỉ? Thì camera selfie trên LG G7 Thiên Kiêu mặc dù chỉ dừng lại mức độ là 80 MP và khẩu độ 1.9, nhưng mà bên cạnh có nhờ sự support của công nghệ trí thông minh nhân tạo AI và bên cạnh thuật toán của nhà LG gần như được tham khảo của nhà Google. Nên việc các bạn chụp những bức ảnh selfie thì nó sẽ có khuynh hướng khá là ảo, nhưng mà không sẽ ảo như dòng Oppo đâu. Rồi, bật mí cho các bạn thêm luôn, nếu như bạn nào đang có dự định muốn dùng LG G7 để quay video hay thậm chí là quay những đoạn video ngắn để đăng lên TikTok các kiểu, thì trên LG G7 Thiên Kiêu vẫn sẽ xuất ra được những đoạn video lên tới 2K và 60 khung hình trên giây và những đoạn Full HD cực kỳ mượt mà luôn các bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần hiệu năng trên LG G7 Thiên Kiêu. Chắc chắn các bạn sẽ rất là bất ngờ. Nói tới đây thì nhiều bạn có kiểu khuynh hướng chê nhiều hơn, bởi vì sao? Mặc dù cũng sử dụng con chip Qualcomm 845 cũng rất là xịn sò ha, nhưng mà nhiều đối thủ cạnh tranh cũng ra mắt vào thời điểm ví dụ như Mi 8 nè, OnePlus 6 thì bèo lắm sản phẩm của họ cũng đã RAM 6GB rồi. Mà trên LG G7 Thiên Kiêu chỉ có RAM 4 à. Còn RAM 6 chỉ ta hữu dụng trên đó phiên bản G7 Plus. Đó. Thì đâm ra các bạn hay chê là G7 yếu xìu. Nhưng mà thực tế nếu như các bạn xem trên thông số và nếu các bạn có tìm hiểu kỹ về sản phẩm này thì các bạn biết rằng xung nhịp trên LG G7 Thiên Kiêu sẽ vượt trội hơn nhiều so với Mi 8 và thậm chí còn nhỉnh hơn cả OnePlus 6 và thậm chí Sony XZ2 luôn. Thì nói xíu, xung nhịp này có quyết định gì sự sống còn LG G7 hay không? Thì xin thưa, đó là có. Có như thế nào? Thì các bạn biết rằng xung nhịp này nó sẽ quyết định yếu tố, đó chính là khả năng boost graphic. Có nghĩa là các bạn xem có khả năng đồ họa có mượt hay không, có bị đứt đoạn hay không, hay nó sẽ như thế nào. Đó, thì cái xung nhịp nó sẽ quyết định điều đó.
Và Danh đã từng chơi một cái game tên là Dynasty Warrior. Đây là một game kiểu giống như là thế chiến, không phải thế chiến đâu mà kiểu giống như mà của Tam Quốc Diễn Nghĩa, đúng rồi. Và đây là thề với anh em là một cái game cần đồ họa cực kỳ nhiều luôn. Và trên Mi 8 xảy ra tình trạng giật lắc, ôi trời chán vãi nồi luôn. Nhưng mà trên LG G7 Danh đã chơi rồi và Danh cảm giác rằng rất mượt mà, từ sự chuyển động của tướng, từ dùng skill các kiểu đều rất mượt và rất đẹp luôn. Và Danh sẽ cho mọi người xem khả năng chiến game trên LG G7 Thiên Kiêu sẽ như thế nào mọi người ạ nha. Và Danh sẽ dành riêng một video đánh giá game, anh em có hào hứng không ạ? Nếu hào hứng cho Danh comment phía dưới các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem chơi game như thế nào thôi các bạn ơi. Vô. Nói đi thì cũng phải nói lại, LG G7 Thiên Kiêu mặc dù ra mắt vào năm 2018 nhưng vào thời điểm 2019 nó còn khá là phù hợp. Và đặc biệt phù hợp hơn đó chính là về giá cả. Mọi người biết rằng LG G7 Thiên Kiêu hiện tại trong thời điểm bây giờ máy mới hiện tại đang rất là khan hiếm. Nhưng thị trường máy cũ hiện tại đang rất phổ biến và rất là đa dạng luôn các bạn nha. Sẽ có những thị trường Mỹ, Canada hoặc thị trường Hàn Quốc. Và các bạn chọn thị trường nào các bạn chơi cũng rất là ngon, bởi vì nói chung đều tiêu chuẩn của LG mà ra cả. Và có giải quyết một cái vấn đề lăn tăn của các bạn, đó chính là về máy cũ. Nhiều các bạn sợ vì LG đã có tình trạng một cái lịch sử rất là hào hùng, khả năng độ tử rất là cao, nói chung mạnh mẽ hơn tất cả những thương hiệu khác. Nhưng mà trên LG G7 Thiên Kiêu đã từng test trên rất là nhiều thí nghiệm và đảm bảo với các bạn một điều rằng tỷ lệ xảy ra lỗi đó là 1.000 máy chỉ có khoảng tầm 1 máy thôi, có khoảng tầm chưa tới luôn ấy, chưa tới 1 máy luôn. Nhưng mà nếu không may bạn nào bị thì Danh nghĩ các bạn nên đi tắm lá bưởi đi, hoặc là ăn hồng dịch lộn xong bóp vỏ dùng ra sau để cho xả xui, chứ thực ra như vậy là xui lắm đấy. Rồi đùa với các bạn thì thôi, nếu hiện tại nếu như các bạn đang cần tìm LG G7, các bạn có thể tham khảo lại đường link Danh kèm phía dưới. Hiện tại Đức Huy Mobile đang bán LG G7 khá là tốt và giá đang cực kỳ hợp lý. Danh nghĩ là trong tầm tiền 6 triệu các bạn có thể cân nhắc giữa LG G7, iPhone 7 hoặc là Redmi Note 7 của nhà Xiaomi. Rồi bây giờ video tới đây mà thôi. Nếu như các bạn có cần Danh support về vấn đề LG G7 nào nữa thì các bạn cứ comment phía dưới các bạn nha. Và đừng quên cho Danh một like và subscribe các bạn ơi. Còn bây giờ thì xin chào.